Chào các bạn, cô là Hồng Diệu Tường nè. Sáng nay đưa cháu đi thi nè. Trời ơi, hơn 10 năm rồi. Bởi hả, thay đổi mọi thứ. Trường trung học cũ đó là đã thành cái hả, đã trở thành cái trường tiểu học rồi. Bây giờ người ta cất cái trường trung học cơ sở này mới là mình mới biết đi thôi, chứ còn chắc trường rất lâu rồi. Ai đâu để lên bài so hàng đi, lựa hàng nào mà nói đi so. Hơn 10 năm rồi các bạn ơi, tụi con thực hiện nhanh lên cho nên hả, đảm bảo cho luôn là tất cả các thí sinh vừa nhận hơn 10 năm rồi, bởi cái cái trường trung học là nó đã cất trường mới và nó đã rồi. Những bạn nào mà chưa vào cái hàng tập trung á, chúng ta sẽ đi dọc lên phía trên xem biển tên của cái phòng mình luôn, không tụi con bước vào đúng cái hàng của mình. Các cháu là đi thi đó các bạn ơi, hôm nay là học sinh đi thi đó. Tập trung về đây để thi. Rồi những bạn nào bầu trẻ đó chưa biết vị trí đứng á, quên thiếu bảo nhắc là di chuyển lên thế này là hướng dẫn luôn. Bạn nào không? Và những bạn mới vào, tụi con đi dọc lên phía trên, tụi con dòm cái biển tên hàng, tụi con bước vào cho đúng. Tụi con thấy sao, tụi con thấy không? Đi dọc lên phía trên, đi dọc lên phía trên.
7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8 sẽ là lầu 3. Được chưa? Rồi, còn